Hôm nay bạn đến với ai? Dạ với gia đình và bạn bè. Gia đình của bạn. Xin chúc bạn thành công. Dạ. Chúc mừng sinh nhật. Dạ cảm ơn anh. Xin thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ ba thí sinh. Và ngay bây giờ, ba thí sinh sẽ đến với chương trình chúc mừng sinh nhật để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Chúng ta đang đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Và bây giờ ba thí sinh sẽ trả lời ba câu hỏi bằng cách đoán tuổi. Nếu như thí sinh đoán tuổi đúng của khách mời sẽ được âm 5 điểm. Bởi vì sao? Trong chương trình này, người nào có số điểm thấp nhất, người đó sẽ có cơ hội bước vào vòng đặc biệt. Và đầu tiên, chương trình xin tặng cho ba thí sinh mỗi người âm 5 điểm. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Xin mời ba thí sinh hướng về màn hình. Bây giờ gói. Dạ. 1.000. Ủa trời ơi, sao không có 1.000 là sao ăn được? Sao không được? Nhắc đến cái tên Bảo Trung là khán giả đã nghĩ ngay đến gương mặt có những vai diễn mang đến cho chúng ta những tiếng cười sảng khoái. Xin hỏi năm nay nghệ sĩ hài Bảo Trung bao nhiêu tuổi? Danh hài Bảo Trung rất quen thuộc với chúng ta. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Bây giờ xin mời quý vị cùng nhau đoán đi ạ. Bao nhiêu ạ? 50. Bao nhiêu? 49. 49. Bên kia bao nhiêu? 45. 60. 45. 50. 30. 51. Tiến Hương 52. Và bạn Phương Khanh 48. Bây giờ chúng ta sẽ biết danh hài Bảo Trung bao nhiêu tuổi. Xin mời. 51. Gần đúng. Mọi người gần đúng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Xin mời. Đây là đạo diễn điện ảnh Quốc Hưng. Anh từng được Hội Điện ảnh Việt Nam trao giải đạo diễn xuất sắc với bộ phim Tôi Vào Đời. Xin hỏi năm nay đạo diễn Quốc Hưng bao nhiêu tuổi? Đạo diễn Quốc Hưng, nếu chúng ta xem truyền hình chắc chắn chúng ta sẽ không quên bộ phim Ngọn Đến Hoàng Cung. Đạo diễn Quốc Hưng. Và bây giờ chúng ta hãy đón xem đạo diễn Quốc Hưng bao nhiêu tuổi. Bao nhiêu ạ? 44. 42. 47. Bên kia bao nhiêu? 50. 60. 40. Không biết là ba thí sinh chúng ta sẽ đưa ra số tuổi của đạo diễn Quốc Hưng là bao nhiêu đây? 53. 44. 42. Kết quả để xem đạo diễn Quốc Hưng bao nhiêu. 43. Bạn Phương Khanh đưa ra số tuổi hơn 10 tuổi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Gương mặt xinh đẹp và ngoại hình cân đối, Bảo Trân đã được nhiều đạo diễn điện ảnh chú ý đến và giao cho những vai diễn nặng ký. Xin hỏi năm nay cô người mẫu diễn viên điện ảnh Bảo Trân bao nhiêu tuổi? Chúng ta đón xem diễn viên trẻ Bảo Trân là bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 26 à? 26. Còn biết không? Biết luôn hả? Hay quá ta. Bao nhiêu? 26. Bên kia bao nhiêu? 27. 22. Diễn viên trẻ nha, 20. Ba thí sinh đã đưa ra số tuổi 24 và 25. Sau đây là số tuổi của Bảo Trân. 23. Chưa ai đúng hết. Sau khi kết thúc vòng 1, chúng ta cùng nhau chúc mừng cho người có số điểm thấp nhất. Đó là bạn Hồng Ngọc. Rất vui được gặp lại quý vị trong vòng 2 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Và vòng 2 cũng giống như vòng 1, ba thí sinh sẽ đoán tuổi khách mời. Nhưng lần này khách mời không phải là một người mà có thể là 3, 4, 5, 6 người trở lên. Và vòng 2 này, nếu như thí sinh đoán chính xác số tuổi của khách mời, thí sinh sẽ có cơ hội nhận âm 10 điểm. Con số 10 là một con số bứt phá vượt lên trên. Chúng ta sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Em bao xa xa mình tôi, anh ơi tình si. Hi, xin chào khán giả của chương trình chúc mừng sinh nhật. Các bạn có thể đoán tổng số tuổi của nhóm online là bao nhiêu không? Đây là nhóm online, nhóm ca sĩ trẻ. Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi ạ? 32. Bao nhiêu ạ? Bác bao nhiêu ạ?
62 63 70 60 55 65. Bây giờ tập hợp ý kiến lại để đưa ra ý kiến của mình bao nhiêu. Chị Hương đưa ra 64, Phương Khanh 67 và Hồng Ngọc 63. Nhóm online 3 người cộng lại là bao nhiêu? Mình là Kim Thúy 21 tuổi. Mình là Ngọc Vân 19 tuổi. Em là Tú Vân 23 tuổi. Tổng số tuổi của nhóm online là 63 tuổi. Sáu mươi ba tuổi, tập trung vào, hết sức cố gắng dùng giác quan thứ sáu của mình để đoán xem khách mời là bao nhiêu tuổi. Đây là câu hỏi thứ hai và là câu hỏi cuối cùng, câu hỏi quyết định ai sẽ vào vòng đặc biệt đây. Câu hỏi số 2 của vòng 2 bắt đầu. Và đây là một gương mặt rất quen thuộc của chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc. Anh được khán giả yêu mến rất nhiều, người dẫn chương trình La Thoại Phi. Đây là tấm ảnh của La Thoại Phi và Trinh Trinh. Xin hỏi tổng số tuổi của hai bạn khi chụp hình này là bao nhiêu? La Thoại Phi cộng lại với một người bạn là bao nhiêu? Xin mời ba thí sinh, chúng ta suy nghĩ đi rồi chúng ta sẽ nghe tư vấn của khán giả và chúng ta quyết định. Khán giả bao nhiêu ạ? 52 62 50 55 bao nhiêu? 55, hai người. Bây giờ thì chị Yến Hương 61, Hồng Ngọc 65, Phương Khanh 65. Hồi hộp quá nha. Không biết ai sẽ là người vào vòng đặc biệt đây. Số tuổi của MC La Thoại Phi và bạn 65. Không biết phải chia tay ai và chúc mừng ai đây. Chúc mừng chị. Xin mời chị. Chúc mừng sinh nhật. Chị là người nhận được số tiền thưởng là 3 triệu đồng. Chúc mừng chị. Mời bạn Phương Khanh. Xin mời bạn Hồng Ngọc. Bây giờ còn lại hai cô gái xinh đẹp của chúng ta. Mỗi cô nhận được 2 triệu và một cô sẽ có cơ hội nhận được 50 triệu. Không biết ai đây. Như vậy là người nhận được 2 triệu đồng chính là Phương Khanh. Chúc mừng Hồng Ngọc. Ba người có cơ hội nhận 50 triệu đồng. Xin chúc mừng sinh nhật của tất cả mọi người có sinh nhật trong ngày hôm nay. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Hãy chúc mừng cho người may mắn nhất để đến với vòng đặc biệt, đó là bạn Hồng Ngọc. Giờ đây thì bạn khỏi phải suy nghĩ đoán tuổi nữa, mà đơn giản là chúng ta chỉ quay thôi. May mắn, càng nhiều may mắn càng tốt. Bạn sẽ quay 3 vòng quay. Số tuổi của bạn là bao nhiêu? Dạ 19. 19. 3 vòng quay cộng lại nếu 19 điểm, bạn sẽ nhận được giải thưởng là 50 triệu đồng. Và ở vòng quay đầu tiên, nếu như bạn quay vòng số 1 hoặc số 9, bạn sẽ có giải thưởng là 1 triệu đồng. Vòng 2 vẫn thế, vẫn là số 1, số 9, bạn sẽ có 1 triệu đồng luôn. Xin mời bạn, vòng quay đầu tiên bắt đầu. Không biết có dừng lại số 1 hay số 9 hay không? Số 1, số 1. Số 1. Số 1. Số 1 đây rồi. Số 1. Qua luôn. Còn số 9, số 9 đâu? À. Vẫn được số 1. Vẫn có số 1. Nhưng mà cạnh đó là số 5. Vô ngay số 15. Bây giờ thì bạn bắt đầu quay vòng thứ 2. Vẫn là 1 triệu đồng nếu dư vào của số 1 và số 9. Mời bạn. Bắt đầu. Vòng quay từ từ dừng lại.
Số mấy đây? Số 9. Số 9. Số 1. Số 1 đây rồi. Số 8. Bây giờ bạn đã quay hai vòng quay và bạn vào số 20, cộng lại là 23 điểm, mà bạn có 19, dư 4. Bây giờ bạn sẽ quay vòng thứ 3 và bắt buộc bạn phải quay vào số 4. Trên vòng quay có một số 4, chương trình sẽ tặng cho bạn thêm một số 4 nữa. Nếu như bạn quay vào số 4 hoặc thẻ may mắn, bạn sẽ có giải thưởng là 50 triệu. Nếu bạn nói là em không cần 50 triệu nhiều quá, em cần 30 triệu thôi, tặng bằng một thẻ nữa. Và nếu như bạn nói là thôi em nhỏ tuổi quá, em cần 10 triệu thôi, tặng bằng thêm thẻ nữa, là giá trị giải thưởng còn 10 triệu. Còn nói như bạn nói thôi em không xài tiền đâu, tiền là ba mẹ cho rồi, em cần vỗ tay khán giả thôi, tặng bạn hết luôn. Vậy thì bạn cần bao nhiêu thẻ? Dạ em lấy 2 thẻ. 50 triệu, 30 triệu, đúng chưa? Dạ đúng. Vậy là cần nhiều tiền đi shopping. Bạn có thể đặt bất cứ vào ô số nào. Ô số nào cũng được, bất kỳ ô số nào. Đúng rồi. Giờ đây thì bạn có thể dừng không quay nữa. Nếu như bạn nói là hai vòng quay rồi không may mắn, bây giờ quay cũng không may mắn nữa, thì bạn chọn hình thức là chọn gói quà. Chúng tôi có 3 hộp quà. Một hộp trị giá 1 triệu đồng, một hộp trị giá 1 tràng pháo tay, và một hộp trị giá 10 triệu đồng. Bạn chọn đúng hộp nào bạn lấy số tiền đó. Cái này thì để em hỏi thử gia đình quyết định giùm em. Xin mời bạn hỏi gia đình. Má ơi, chọn hộp, chọn quà hay là quay ạ? Chọn gì ạ? Quà. Xin mời bạn. Dạ, má em kêu là chọn quà. Chọn quà. Chọn quà như vậy là không quay. Nghe lời mẹ. Xin mời bạn suy nghĩ đi rồi chọn hộp nào. Màu nào bạn? Màu nào? Dạ em chọn màu vàng ạ. Màu này à? Dạ. Hồi nãy á, bạn đã quyết định chọn màu vàng đúng không? Bây giờ chúng ta mở thử màu này. 1 triệu đồng. Nghĩa là bây giờ còn 10 triệu đồng và 1 tràng pháo tay. Bạn nhắm mắt lại, nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Hãy vỗ tay á là 10 triệu, mà im lặng là 1 tràng pháo tay. Số mấy? Hỏi dành cho khán giả kỳ này là đáp án dành cho câu hỏi tuần trước. Và sau đây là danh sách khán giả trúng thưởng. Ba thí sinh sẽ nhận được giải thưởng của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật, và nhà tài trợ sẽ tặng cho ba thí sinh mỗi người một phần quà, đó là bộ Vinakit trị giá 300.000 đồng. Xin mời các bạn. Xin chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc mừng sinh nhật. Kính thưa quý vị, chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media với sự tài trợ của Vinaphone đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ trên HTV7 thứ 6 hàng tuần. Xin chào.